Thưa quý vị và các bạn, Bến Tre thuộc cụm liên kết phát triển du lịch duyên hải phía Đông vùng đồng bằng sông Cửu Long, gồm các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Long An và Đồng Tháp. Với điều kiện thiên nhiên ưu đãi, có hệ thống kênh rạch chằng chịt, sông nước hữu tình, miệt vườn trù phú, nhiều làng nghề thủ công truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền, con người đôn hậu và mến khách. Đây là điều kiện thuận lợi để Bến Tre hướng đến phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước. Với tài nguyên du lịch tự nhiên và bề dày truyền thống văn hóa, Bến Tre ưu tiên phát triển các loại hình du lịch như du lịch sinh thái, sông nước miệt vườn, du lịch cộng đồng, đặc biệt là du lịch xanh, giúp bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa của địa phương. Với sự đồng hành của ngành du lịch, chính quyền các địa phương, người dân xứ Dừa rất có ý thức trong việc phát triển du lịch xanh thông qua việc xây dựng các cơ sở lưu trú chu đáo, xanh sạch đẹp. Mong muốn là như lộ làng của mình phát triển cho nó thành khoảnh hết thì khách du lịch mới tới được đây nhiều hơn. Mình vườn của mình cũng làm cho nó đẹp, sạch đẹp, rồi kiếm những cây độc lạ hơn nữa cho khách tham quan. Hiện tại thì nhà mình cũng có một cái khu mặt bằng cũng khá là rộng, cho nên mình có thể là cho thuê, cho các hộ dân thuê trưng bày các sản phẩm hoa giấy với đủ các kích thước màu sắc. Nó giúp tạo cái cảnh quan sinh động cho cái điểm của mình, mà mình cũng hạn chế được cái chi phí đầu tư du lịch. Những năm gần đây, du lịch xanh đã trở thành chủ đề được nhiều địa phương cũng như các doanh nghiệp, du khách quan tâm. Phát triển du lịch xanh có trách nhiệm với môi trường không chỉ là một trong những nhiệm vụ của mỗi địa phương, mỗi tổ chức, mỗi công dân và các doanh nghiệp, mà còn là xu hướng mới của du lịch hiện đại hướng đến sự bền vững. Du lịch xanh được hiểu là du lịch có trách nhiệm với môi trường tự nhiên thông qua hoạt động du lịch góp phần bảo tồn, duy trì, gìn giữ văn hóa bản địa cũng như tạo việc làm, cải thiện sinh kế cho người dân. Du lịch xanh góp phần xây dựng văn hóa tôn trọng và bảo vệ môi trường, cung cấp trải nghiệm tích cực cho du khách. Thời gian qua, nhiều đơn vị du lịch, lữ hành ở tỉnh đã coi đây là hướng đi đúng đắn để khai thác và phát triển, tạo dấu ấn đẹp bản sắc riêng của du lịch xứ Dừa. Chúng tôi khai thác về văn hóa mặt sông, văn hóa sông nước, cộng với cái sự trải nghiệm về ẩm thực Dừa, văn hóa xứ Dừa, hành trình trải nghiệm dưới tán Dừa, thì đó là sự đặc trưng riêng của Bến Tre. Nhiều sản phẩm du lịch xanh, du lịch trải nghiệm giá trị tài nguyên bản địa của tỉnh cũng đã được đẩy mạnh, góp phần bảo tồn, gìn giữ văn hóa bản địa cũng như tạo việc làm, cải thiện sinh kế cho người dân. Điển hình như hoạt động du lịch sinh thái tại nông trại Hải Dân, sân chim Dạm Hồ, khám phá sân chim, sông Ba Lai, tham quan nghề truyền thống đan đác, tráng bánh, hoạt động du lịch cộng đồng tại Cồn Nhàn, Cù Lao Đất, huyện Ba Tri, homestay Mai Sơn Đu Bê Đề Bến Tre ở xã Thạnh Phú Đông, Dòng Trôm, homestay Cồn Bà Tư, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại đã được đông đảo du khách biết đến và yêu mến, tin tưởng lựa chọn. Về đây cô cảm thấy khí hậu là mát mẻ này, rồi nhân hòa, nên cái cách anh nói của bà con đây ta rất là dễ thương. Người dân ở đây có ao nuôi tôm cạnh nhà, có vườn dừa, vườn rau và nuôi cả gà nữa. Chúng ở cạnh nhau một cách hòa hợp. Như thế này, chúng tôi gọi là thiên nhiên có thể ăn được và cũng cho thấy rằng người dân nơi đây biết cách gìn giữ tài nguyên thiên nhiên của họ. Để tạo môi trường xanh cho hoạt động du lịch, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về môi trường và hạn chế tối đa tiến tới không sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần cũng được các địa phương tổ chức thường xuyên. Ngành du lịch Bến Tre đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch, lữ hành phát triển sản phẩm du lịch xanh. Điển hình trong những năm gần đây, công ty truyền thông và du lịch C2T thành phố Bến Tre cũng đã đẩy mạnh khai thác mô hình du lịch ứng phó với biến đổi khí hậu, du lịch tái tạo. Với C2T luôn muốn tiên phong đi đầu, mình phải tái tạo nó. Giống như là chúng ta đã hái trái bần, phải trưa nay du khách phải trồng cây bần, ăn dừa nước phải trồng lại cây dừa nước. Bắt được những con cá con tôm thì phải ăn những con lớn con nhỏ thả lại để tái tạo, để đẻ ra. Tour du lịch tái tạo của công ty truyền thông và du lịch C2T thời gian qua đã phát triển rất hiệu quả với đường tour trải nghiệm đời sống ven sông Bến Tre. Sau một ngày lên đên trên sông nước Bến Tre, được nghe kể về hệ sinh thái ven sông địa phương, du khách sẽ được trải nghiệm trồng bần và dừa nước ven hai bên bờ sông. Đồng thời du khách hiểu hơn về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển. Du khách lội sình, tự tay ghim những cây bần non, những mầm dừa nước, từ đó hiểu và ý thức hơn về trách nhiệm với môi trường. Cảm thấy cho cái môi trường sẽ tốt hơn, cho cây xanh càng ngày càng nhiều. Lấy cho cái trái đất để xanh hơn, để tốt hơn. Cái dịch vụ mà du lịch tái tạo thiên nhiên này rất là tuyệt vời. Giúp cho nhân viên cũng như là anh em gắn kết với lại thiên nhiên nhiều hơn, cũng như trải nghiệm các cái hoạt động của thiên nhiên
Đó là một cái mình thấy rất là tuyệt vời, và mình nghĩ là nếu mà trong thời gian tới mà chỗ Phong cũng như CET cũng như là Bến Tre mà có nhiều cái hoạt động như này thì mình nghĩ là sẽ thu hút rất nhiều cái khách du lịch của trong nước và có thể là của nước ngoài nữa đến tại tỉnh Bến Tre. Ngành du lịch Bến Tre đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá nhằm liên kết phối hợp giữa các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong tỉnh với các doanh nghiệp tỉnh lân cận. Đồng thời, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn cũng đã quan tâm nâng cấp cơ sở kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu, tăng cường kết nối với các đơn vị lữ hành ngoài tỉnh nhằm thu hút nguồn khách đến với Bến Tre. Đặc biệt là việc xây dựng các sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng của Bến Tre đã góp phần quảng bá tốt hình ảnh, thương hiệu điểm đến của du lịch xanh xứ Dừa. Bến Tre với nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế du lịch, cảnh quan thiên nhiên sông nước hữu tình, miệt vườn trù phú, văn hóa Bến Tre độc đáo, con người Bến Tre chân chất, bình dị mến khách, chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách về một Bến Tre xanh phát triển bền vững, thân thiện và nghĩa tình.